Đời người dài ngắn nào ai hay, đừng để khi quá muộn mới ngộ ra những quy luật nhân sinh quý giá này. Thưa quý vị và các bạn, đời người có hai nỗi bi ai lớn. Một là than thở vì biết mình khó cầu, hai là than thở thế sự vô thường. Mọi người đều hiểu rằng trong cuộc đời này, chúng ta sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, sẽ phải trải qua rất nhiều việc. Duy chỉ có một thứ chẳng thể động tới, đó chính là vô thường. Nuối tiếc là chuyện thường ngày, cô độc cũng là chuyện thường xuyên. Con người sinh ra là để trải nghiệm vị đắng, sinh ra là để nhìn thấu sự biến ảo vô thường của kiếp người. Trong cuộc sống, có những người, những việc phút trước, phút sau đã biến thành vô thường. Bởi vậy, hãy tin tưởng vào bản thân và con đường mình đã chọn, bởi đó sẽ là cách nhanh nhất đưa bạn tới nơi mình mong muốn. Đời người không ai biết trước, có thể kéo dài 60 năm hoặc kết thúc trong 6 tháng ngắn ngủi. Đừng để tới khi quá muộn mới ngộ ra những quy luật nhân sinh quý giá này. Thứ nhất, làm người lớn đã khó, làm một con người đúng nghĩa còn khó hơn. Chúng ta không được chuẩn bị cho điều này. Chẳng ai nói với chúng ta cuộc sống sẽ đau khổ ra sao. Đồng thời, cũng chẳng ai nói cho chúng ta nó tươi đẹp đến mức nào. Nếu cảm thấy cuộc sống khó khăn, không có nghĩa là bạn sai, mà là bạn đang đi đúng hướng. Thứ hai, người ta thường nói rằng bạn còn cả cuộc đời phía trước. Điều đó không sai, nhưng vấn đề là bạn không biết mình sẽ đi được bao lâu. Cuộc đời có thể kéo dài tới 60 năm, nhưng cũng có thể kết thúc trong 6 tháng ngắn ngủi. Do đó, đừng trì hoãn giấc mơ mà bạn tưởng mình sẽ có cả đời để hoàn thành. Bởi lẽ, bạn không sở hữu điều xa xỉ đó. Thứ ba, đau khổ là điều khó tránh khỏi. Nó sẽ ghé thăm thường xuyên hơn bạn mong muốn. Thế nhưng, đừng sợ hãi, đừng phớt lờ, đừng cố trốn thoát khỏi nó. Thay vào đó, hãy đón nhận, cảm nhận, dựa dẫm vào nó. Mọi chuyện đau khổ trong đời xảy ra không phải để hủy hoại bạn. Chúng tồn tại để khiến bạn mạnh mẽ hơn, giúp bạn trưởng thành, thành con người mà mình mong muốn. Thứ tư, không thứ vật chất nào bạn mua có thể tồn tại mãi mãi. Bạn chẳng thể tìm kiếm sự thỏa mãn và bình yên trong những thứ như điện thoại iPhone, xe hơi hay nhà cửa. Những món đồ dù đắt giá đến đâu cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi khi ta cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Đừng để bản thân bị đánh lừa bởi suy nghĩ tiền có thể mua được hạnh phúc và cuộc sống trong mơ. Thứ năm, bạn sẽ chết vào một ngày nào đó, và những người bạn yêu quý cũng vậy. Đừng xem nhẹ cuộc sống của bản thân hay mọi người, bởi lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn ngày mai. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phải vượt qua cái chết của những người thân yêu. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới như bị bao trùm bởi màn đêm đen tối, bão tố trong lòng khiến bạn gục ngã. Chưa có nỗi đau nào lại lớn đến như vậy. Thời gian cũng chẳng thể chữa lành. Và bạn nên biết ơn vì điều đó, bởi như vậy tình yêu sẽ không thể biến mất. Vết sẹo do nỗi đau ấy gây ra chính là bằng chứng cho thấy bạn đã từng yêu và được yêu, và không có gì tuyệt vời hơn điều đó. Thứ sáu, những điều nhỏ nhặt thật ra lúc nào cũng lớn lao. Đắm chìm trong thiên nhiên, ăn một món ngon, cười đùa với gia đình và bạn bè, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên làn da, ngửi thấy mùi hương tươi mới của cỏ non, nghe tiếng sóng vỗ bờ, cảm nhận cát mịn dưới chân, lắng nghe mưa rơi trên mái nhà khi đang nằm trong chăn ấm nệm êm, ngắm ánh nắng xuyên qua tán lá cây, tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang sống một cuộc đời tươi đẹp. Thứ bảy, bạn không tiếc tiền mua những món đồ công nghệ mới nhất, nhưng bạn lại hối hận khi theo đuổi giấc mơ của mình. Đừng sống một cuộc đời bị áp đặt, hãy sống theo những gì trái tim và trực giác mách bảo. Thứ tám, dũng cảm là sống thật với chính mình. Thứ chín, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy sẵn sàng, và chờ đợi chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ. Dù mọi chuyện trước mặt có to lớn và đáng sợ ra sao, hãy cứ bắt tay vào làm. Thứ mười, chúng ta thường bị mọi người áp đặt phải sống như thế này, trở thành người như thế kia. Bạn phải có đủ can đảm để phản đối điều đó. Cuộc đời bạn không phải là một cuộc trưng cầu ý kiến để cho người khác bỏ phiếu. Bạn chỉ có một cuộc đời duy nhất. Vì thế hãy chắc chắn rằng bạn có thể sống theo ý mình. 11.
mối quan hệ với mọi người xung quanh sẽ là người thầy vĩ đại nhất của bạn. Hãy lấy hết can đảm, nhìn vào tấm gương phản chiếu mà mọi người dựng lên cho bạn. Bởi đó là cách để bạn học hỏi, trưởng thành và trở thành chính mình. 12. Bạn không có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác. Điều đó chỉ khiến bạn kiệt sức và bất hạnh. 13. Hãy tin tưởng trực giác và sự hiểu biết của bản thân. Không chịu lắng nghe tiếng lòng, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt. Vì thế, đừng sợ làm theo những gì trực giác mách bảo. Bản năng sẽ cho bạn biết đâu là đúng, đâu là sai, khi nào nên kết thúc, khi nào nên bắt đầu. 14. Không ai có thể trả lời cho mọi thứ, kể cả Google. Bạn có thể gõ những câu hỏi như: liệu tôi có nên từ bỏ mối quan hệ này? Hay phải làm gì để cảm thấy hạnh phúc trong công việc bao nhiêu lần tùy thích? Nhưng hàng ngàn lời gợi ý ngoài kia sẽ chỉ khiến bạn thêm bối rối. Việc hỏi bạn bè hay gia đình cũng như vậy. Bởi lẽ, cuối cùng, người biết điều gì tốt nhất cho bạn chính là bạn. Bạn không thể tìm kiếm câu trả lời ở ngoài kia. 15. Cuộc sống diễn ra theo từng mùa. Việc chuẩn bị sẵn cho điều này sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu biết sau hạ là thu, hạ đi thu đến, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì cuộc đời ném vào mình. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi, hạnh phúc là vô thường và nỗi đau cũng như vậy. 16. Học cách không bị sao nhãng sẽ cho phép bạn lắng nghe những tiếng thầm thì trong tâm hồn mình. Hãy sống chậm lại, thở đều đặn, cảm nhận từng khoảnh khắc hiện tại, thấu hiểu cảm xúc của bản thân. Làm như vậy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời. 17. Tình yêu là một thứ rất phi thường. Bạn phải học cách phân biệt giữa tình yêu phi thường và tình yêu cổ tích. Tình yêu phi thường được xây dựng trên nền tảng cả hai người cùng quyết tâm trưởng thành và phát triển mối quan hệ của họ. Nó được xây dựng dựa trên lòng tốt, niềm tin, sự tôn trọng và thấu hiểu đối phương. Biết rằng người kia vẫn còn nhiều thiếu sót như mình. Tình yêu cổ tích chỉ là một thứ phô trương và sáo rỗng. Nó như nói mà không làm. Rộng lớn nhưng thiếu chiều sâu, đem đến sự bất ổn và kiệt quệ. Tình yêu phi thường lại yên bình, chân thật và đẹp đẽ. 18. Chẳng có gì là đúng hay sai, chỉ là góc nhìn khác nhau. Bạn phải tìm cách để thấu hiểu, chứ không phải để được thấu hiểu. Đừng quá mải mê bảo vệ quan điểm của bản thân mà đánh mất đi sự hiếu kỳ về quan điểm của người khác. Sự bảo thủ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và bất an, còn sự hiếu kỳ bắt nguồn từ tư duy cầu tiến. Người biết tò mò hiểu rằng cuộc sống đầy những điều chưa rõ ràng và trừu tượng. Vì thế, hãy học cách kiểm soát quan điểm và niềm tin của bản thân để trở nên cởi mở hơn với những điều khả thi khác. 19. Không phải ai cũng xứng đáng được nghe câu chuyện của bạn. Hãy cởi mở và dựa dẫm đúng người. Những người xứng đáng biết về những tâm sự thầm kín trong lòng bạn. Hãy chơi với những người khiến bạn cảm thấy thoải mái và an toàn. Những người khiến bạn tin tưởng để tâm sự, kể cả những điều khó nói nhất. 20. Bạn được phép là một tác phẩm đang dở dang, đồng thời cũng là một kiệt tác. Bạn sẽ không bao giờ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn thiện. Nhưng những gì cuộc sống tô điểm cũng đủ để khiến bạn trở nên đẹp đẽ. Có lúc bạn tự tin rằng mình bất khả chiến bại. Có lúc bạn lại chán nản tới nỗi chỉ muốn chùm chăn lên đầu. Hãy cho phép bản thân trải qua mọi loại cung bậc cảm xúc. Bạn có thể vừa đúng lại vừa sai. Chính điều đó sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm phong phú và sâu sắc.